Truy cập ngay cửa hàng ruby.net với những vòng quay quay là trúng mà trúng mì toàn ạc khủng với kim cương. Và còn có ạc free fire siêu rẻ xài vào là có người yêu. Còn thêm cả minigame random thử vận may tham gia ngay để có cơ hội làm người yêu của chủ shop ạc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại về với hơi hơi áo. Mình là của tôi. Chứ các bạn vẫn đang đi nha các bạn. Nói chung là tôi sẽ đi học đấy các bạn. Nani? Tôi sẽ quay trở lại làm học sinh mẫu mực nhất lớp của cô giáo của tôi. Gây chưa? Và cô giáo này tên là cô giáo Hồng nha mọi người. Thì trước khi mà bắt đầu đi học thì các bạn hãy nhớ là subscribe vào kênh Ruby TV của tôi để các bạn giúp tôi lên được 1 triệu subscribe nha mọi người ơi. Và cũng đừng quên là hãy ủng hộ và subscribe cửa hàng Ruby.net của tôi để có thể mà nhận được muôn vàng vòng quay luôn nha mọi người ơi. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Oh my god, đây là cô giáo Hồng của tôi các bạn ơi. Vì cô đang cầm cái chén súp hả cô giáo Hồng ơi? Cô đang làm gì ta? Cô ngồi ăn nè. Oh my god các bạn ơi, đây là nhà của cô giáo Hồng nha. Mà tự nhiên cái ba má tôi cho không cho vô trường học mà cho vô cái nhà đâu mà tôi trả má lửa luôn. À, học thêm mọi người ơi. Ok, rồi cái này là UK Hammer A Lock Big Two of Fun. Ủa, tại sao tôi lại phải đi cậy cửa nhà cô giáo? Ai mà biết được. Mà trong khi cô giáo không mở cửa tôi, trời, cô giáo đang ngồi đọc sách kìa mọi người ơi. Rồi mở cổng nhà cô giáo ra nè. Ủa, vậy là tôi phải làm gì trong đây đây ta? Hình như là đây là sân chơi nhà cô giáo thì phải. Tôi được học ngoài trời các bạn ơi. Rồi cô giáo có cho tôi học ngoài trời không? Rồi cô giáo sao cứ mà ngồi đây. Ôi ôi, nhà cô giáo có cái hang này nó lên luôn nè các bạn ơi. Từ từ tôi vô đây tôi xem một. Trời ơi, trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cô giáo là đi hi nét tấp model hay gì vậy? Trời ơi, nhìn body cô giáo, trời ơi, cô giáo khiêng tạ rồi tập gym rồi các thứ luôn nè mấy ba ơi. Trời ơi, trời ơi, khiêng cục tạ 20 tấn. 20 tấn thì nó hơi quá. 20 ký các bạn ơi. Trời ơi, cô giáo học mua hái hả? Vì ba má mình cho mình đi học hay là cho đi học võ vậy trời? Thôi nói chung thì tôi cứ lấy những cái đồ mà cần thiết thôi các bạn ơi. Đó, tôi nói chung tôi cứ lấy mấy cái đồ mà cần thiết thôi mọi người ơi. Ủa, cái này là cái gì vậy? Cái keo hả? Keo 502 hay gì vậy? Là keo con chó vậy? Tôi không biết nhiệm vụ của tôi hôm nay. À, nhiệm vụ của tôi là đi học. Nhưng mà... Ui ui, cái này là mấy cái chai. Ui ui, tôi nè. Opa. Ui ui, nhìn tôi nè các bạn ơi. Oh my god. Rồi, mấy cái này là tôi làm gì đây? Chai này là tôi làm gì ta? Tôi không biết cái chai này để làm gì luôn các bạn. Thôi cứ nói chung thì cứ cầm đại đi đó. Rồi trong đây có cái ngôi sao gì nè. Sưu tập ngôi sao về ngồi xếp chăn đếm sao cặp chị Hằng chơi cho vui á. Trời ơi, đi xuống chào hỏi cô giáo một tí mà nãy giờ không thấy cô giáo ngồi đâu luôn. Trời ơi, cô giáo ngồi trên cái ghế mà nãy giờ không thấy cô giáo luôn các bạn ơi. Oh my god. Vậy là bây giờ tôi phải làm gì? À, tôi đổ muối vô. Từ đứng đây đứng xem. Ôi, tôi thấy cô giáo Hồng của tôi nè mọi người ơi. Oh my god, tôi thấy cô giáo Hồng đang làm gì đây? Bà ăn nguyên tô luôn các bạn. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi. Oh my god, tôi vừa hạ độc cô giáo Hồng mấy bạn ơi. Quái chưởng này đó chứ. Mới ngày đầu đi học đó là một học sinh cá biệt rồi mấy bạn ơi. Quái chưởng thực sự luôn. Oh my god. Mẹ tôi bảo là kêu tôi đi vô để chăm sóc cô giáo Hồng. Các bạn ơi, cô giáo Hồng đang ách xì quá trời quá đất luôn kìa. Rồi bà đứng đó bà ách xì luôn. Có gì đây? Hãy vô tôi gặp cô giáo Hồng chơi tí. Các bạn vô chào hỏi. Ê, hello cô giáo. Ủa gì vậy? Gì vậy cô? À, sợ ba má nó cho tôi học cô giáo gì đâu mà kỳ cục kẹo quá vậy các bạn. Rồi, nói chung thì bây giờ rồi bà cô giáo này bà dám ngồi đây bà xem tivi với ông. Ok, ok, tôi vô tôi ngắt nguồn điện của bà luôn nè. Bà chờ đi, bà xem tôi làm một lần duy nhất nè. Bà chờ đi. Trời ơi, cái cỏ đây. Rồi, bà cô giáo này phải không? Hèn chi ba má tôi đóng tiền cho bà học gần chết luôn. Xong rồi bà làm vậy với tôi là sao? Cô giáo Hồng ơi, cô giáo Hồng. Rồi, ok, bà lên lầu rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ bà lên lầu rồi không? Bà lên lầu phải không? Ok, tôi đi vô nhà của bà nè. Rồi, đi qua phòng ăn coi coi có cái gì lấy chơi vậy. Có cái gì tôi ngồi tôi lấy chơi luôn mọi người ơi. Sợ cái gì ở đây luôn các bạn. Rồi, bên đây có cái gì không? Cô ơi, cô nói cô nghe là
cô hiểu không? Cô làm vậy ai chơi lại với cô? Kệ tao. Cô làm vậy rồi ai chơi lại với cô? Hả? Cô giáo Hồng ơi, cô giáo như mẹ hiền. Cô có nghe cái bài đó bao giờ chưa cô? Cô có nghe cái bài đó bao giờ chưa? Trời ơi, cô giáo, ok ok, bà hết thấy mình rồi, bà hết thấy mình rồi. Ây da, bà nội cha nó thiệt chứ, đạp luôn cái bẫy của bà rồi. Oh my god, các bạn ơi, bà phát hiện tôi rồi. Trời ơi, cô giáo Hồng đúng là cô giáo không thể nào mà như mẹ hiền. Thì có mẹ mình mới là nhất thôi các bạn ơi. Nói chung thì tôi sẽ đi cái đường tắt các bạn ơi. À, tôi đi cái đường tắt, tôi đi vô nhà cô giáo Hồng xem coi dạo này cô có sống khỏe không. Đấy, cô vừa mới rượt tôi là tôi ghim cô rồi nha cô. Tôi có nghe nói là bà rất là thích một cái chương trình TV nào đó ở dưới đây. Tôi sẽ đập cái TV của bà. Vô đập cái tivi của bà trước này nọ. Cái tivi bà ở đây phải không? Tivi nè, này thì tivi. Rồi, bà ra đây đây. Bà ra đây. Bà ra đây, tôi bấm chuông cửa nhà bà. Ok ok ok, chạy thôi. Chuông các bạn ơi. Rồi, bà có dám ăn hiếp tôi nữa không? Tôi hát bà ăn hiếp tôi luôn á. Đó, tôi sẽ đến đây tôi nhìn bà đây các bạn. Rồi, ok. Ủa, bà đang lại tới cái tivi mọi người ơi. Không phải con làm nhưng cô, con không phải là người làm, con mà làm là con sủa rồi đó. Đâu có ăn hẳn. À, bà cô, bà đang xem cái gì đây? À, tôi hiểu rồi các bạn ơi. Bà chuẩn bị đi dự tiệc đám cưới. Đó, bây giờ là tôi phải tìm cách để tôi đi vô, tôi lấy cái đầm của bà, cái đầm sage của bà. Tôi chắc chắn cái bà này nè, bà đi dự đám cưới của Nghiệu cũ luôn. Tôi đi lên lầu rồi lẹ lẹ nè, rồi không thôi là xíu nữa bà vô bà thấy tôi là cái là ngẫm củ tỏi luôn nha mấy ba. Không phải phòng idol của bà ấy bạn ơi, không, cái này là không phải phòng idol của bà nè. Oh my god, không phải phòng idol luôn, đây là phòng nhà. Ok, từ từ nha, tôi nghi là bà đang trên lầu rồi. Bà đang ở phòng nào đây? Bà thấy tôi không ta? Rồi bà đang gãi đâu, bà gãi cái gì vậy trời? Bà đang đứng ở ngoài các bạn ơi, bà đang đứng ở ngoài. Ok, bà đi đâu rồi ta? Ok, bà không thấy mình. Bà cô Hồng này không thấy tôi các bạn. Ok, bà đang đi đâu? Từ từ để tôi xem cái bà đi đâu ta. À, bà đi xuống lầu rồi, bà đi xuống lầu. Ok. Đi ngoài. Ồ, tôi thấy bà kìa, tôi thấy bà đang đi xuống lầu nha. Rồi bây giờ tôi phải đi qua, tôi lấy cái cây này tôi cắt ra cái áo của bà các bạn ơi. Phòng nằm bên đây. À, cái phòng có để cái áo nè. Ủa, cái áo bà đâu? À, đây rồi. Trời ơi, không cắt mà. Trời ơi là trời. 5 minutes later. Ok các bạn ơi, hãy được cây kéo rồi. Bả kìa. Trời ơi, bả gần kế bên tôi luôn các bạn ơi. Bả kế ngang tôi luôn á. Ok. Rồi. Đây, tôi sẽ xuống đi xuống dưới hầm nè, tôi lên bằng cái đường hầm đi các bạn ơi. Bả đang đi khảo sát cái nhà của bả rồi. Rồi cầm cái kéo này lên lầu luôn nè. Ok. Bả không lên nhanh bằng mình được đâu mấy bạn ơi. Rồi ok. Rồi bả lên lại nhà rồi, bả vô lại nhà rồi. Lên. Run. Vô. Ok luôn. Rồi chạy thôi, trốn thôi bà đa. Ok đi ơi, vô. Ok. Rồi. Bây giờ tôi sẽ đợi bả tìm các bạn ơi. Tôi sẽ đợi bả vô coi cái váy của bà già đi. Bà già. Hề luôn, nãy giờ tìm cái kéo mệt nghỉ luôn á anh em ạ. Ok. Trời ơi, sao tôi thấy tôi độc ác với cô giáo Hồng á các bạn ơi. Nhưng mà không sao cả. Tại vì game nó bắt tôi vậy mà chứ biết sao giờ. Ok các bạn ơi, thì ngồi cho anh cô giáo Hồng dạy như đây là đủ rồi. Chứ không là hồi giờ ba mẹ tôi kêu tôi đi về các bạn ơi, đi học về rồi đó. Ok các bạn, nếu mà các bạn biết con cô giáo Hồng này như thế nào nữa thì các bạn cũng đừng, quên là hãy nhớ chỉ mình ở dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ thì Tron như đây được rồi. Tron nữa thì nó vô dân quá đó các bạn ơi. Giờ cũng tới giờ đi học về rồi đó. Ba má kêu rồi, phải nghe lời ba má nha mọi người. Ok các bạn ơi, thì giới là cũng xin kính mời đây. Nếu mà thêm rồi hãy like, share, subscribe và nhấn cái chữ nhỏ để giúp không bỏ lỡ kênh của tôi nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em.